Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ trước cửa tự động dành cho xe Cerato bản MT và bản AT 1.6. Đối với xe Cerato bản 1.6 thì 100% sản phẩm này được cắm jack, 100% được cắm jack. Sản phẩm này có chức năng là khi đi tốc độ trên 20 km/h sẽ tự động chốt cửa, đúng không ạ? Ngoài ra thì trong trường hợp mà chúng ta mở cửa ra bất cứ lúc nào mà khi chúng ta dừng xe, chúng ta đi lại chốt tiếp. Ngoài ra ở hai cánh cửa sau chúng ta cứ mở lẫy cửa nó lại khóa lại ngay khi chúng ta đạt tốc độ trên 20 km/h để phòng chống cái rủi ro phía sau có trẻ em hoặc có trẻ nhỏ ngồi mà không may đụng mở vào thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy bộ này sẽ khắc phục được vấn đề đấy. Chỉ cần lên xe chạy tốc độ trên 20 km/h thì chúng ta sẽ không mở được hai cửa bên sau. Cứ mở lại đóng, cửa trước cứ mở lại đóng, tuy nhiên cửa trước là cửa mà thoát hiểm do vậy chúng ta có thể mở được, nên là quý khách hàng vui lòng không cho trẻ em ngồi ở cửa trước, ở ghế trước, được không ạ? Bây giờ em sẽ mở hộp bộ này cho các bạn xem là bộ này có những chi tiết gì và sẽ lắp đặt như thế nào, đúng không ạ? Đây là một bộ trước cửa tự động dành cho xe Cerato bản 1.6, 100% cắm jack, được đơn vị Kinh Auto phân phối. Đây là module chính này. Đây là dây jack chính cắm tại vị trí chỗ chân cầu chì, ổ hộp cầu chì. Đây là chân cắm vào hộp điều khiển. Đây là jack cắm ở bên phụ, jack cắm bên phụ. Jack cắm bên phụ thì rất đơn giản thôi, mình có video hướng dẫn cho các bạn biết. Tiếp theo là hai dây cắm vào cầu chì. Đây là dây cắm vào cầu chì. Dây đỏ là cầu chì 12V điện bình. Dây vàng này, đây là cầu chì ACC bật máy lên có điện. Và dây này dây mát thì chúng ta bắt vào ốc thân xe. Bây giờ mình sẽ cho các bạn trải nghiệm bộ này như thế nào, thì chúng ta sẽ xem cách lắp đặt và sau đấy là chúng ta sẽ ngồi thử trên xe. Đây là xe mà mình đã lắp đặt hoàn thiện rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tính năng hoạt động như thế nào. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Các bạn sẽ để ý là cả cửa trước, cửa sau đều được chốt. Và nếu như cậy cửa sau thì cứ cậy lại chốt đồng thời không mở được cửa sau. Còn cửa đứng trước đương nhiên là có thể mở được vì là cửa thoát hiểm. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Khi đi tốc độ trên 20 km/h thì các bạn sẽ thấy là cửa được chốt. Đấy. Như vậy là cửa đã được chốt, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thử cho bạn là cứ mở chốt lại đóng. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Đồng thời cửa sau không mở được. Đấy, cố cậy cũng không thể nào cậy được. Tuyệt vời, đúng không ạ? Khi đi tự động chốt trong mọi trường hợp. Đấy, được chưa? Ngoài ra còn một tính năng nữa hay thì chúng ta cứ mở lại chốt. Cửa được mở. Được chưa? PP cửa được mở. Cái này chúng ta có thể một điểm tuyệt vời của bộ này nữa đấy là ra khỏi xe đóng cửa tự động cụm gương, đúng không? Và chúng ta đi ra ngoài khi mà đến gần xe thì sẽ tự động mở. Rất tuyệt vời, đúng không?